Tin quân sự năm tháng 12 Mỹ sẽ khai triển tên lửa Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào năm 2024 để gian đe Trung Quốc Đưa vũ khí hạt nhân cho AI có phải là lựa chọn sáng suốt? Quý vị đang theo dõi tin quân sự ngày 5 tháng 12 của DKN Sau đây là nội dung bản tin Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà nhài san tuyết bản liền Trà có vị chát nhẹ, ngọt bùi và thơm đậm hương nhài Lá chè san tuyết được thu hái ở các vùng nguyên liệu hữu cơ đạt tiêu chuẩn EU ở bản liền Lào Cai. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573, truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv-tn1 hoặc quét mã QR. Xin trân trọng cảm ơn. Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào năm tới, 2024, để tăng cường khả năng dân đe với Trung Quốc, theo The Defense Bầu các lựa chọn tên lửa bao gồm các phiên bản phóng từ mặt đất của Standard Missile 6, gọi tắt là SM-6, và tên lửa hành trình Tomahawk, Nikkei, dẫn lời phát ngôn viên Rob Phillips của lực quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Cả hai tên lửa với tầm bắn lần lượt là 350 km, 217 dặm và 2.500 km, 1.553 dặm đều có thể được bắn từ bệ phóng của quân đội Hoa Kỳ, còn được gọi là hệ thống Typhoon. Tên lửa phóng từ mặt đất có nhiều khả năng tránh bị phát hiện và tấn công bởi kẻ thù hơn so với các lựa chọn dân đề khác, chẳng hạn như tàu hải quân và máy bay chiến đấu, đồng thời nó cũng không cần cảng và đường băng. Cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Markensian nói với Nikkei rằng tên lửa Trung Quốc sẽ đe dọa các căn cứ hải quân của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Vì vậy, Hoa Kỳ cần có khả năng tương tự để có thể tấn công các căn cứ của Trung Quốc mà không gây nguy hiểm cho tàu hoặc máy bay. Đây là lần triển khai tiềm năng đầu tiên các tên lửa có tầm bắn như vậy kể từ khi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung hết hạn vào năm 2019. Hiệp ước năm 1987 cấm Mỹ và Nga phát triển và sở hữu tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km. Trong khi đó, một Trung Quốc không hề bị cản trở đã mở rộng kho vũ khí tên lửa của mình trong giai đoạn này và hiện đang sở hữu 1.500 quả đạn với tầm bắn từ 1.000 km đến 5.500 km. Quân đội Hoa Kỳ hiện chưa tiết lộ địa điểm triển khai, tuy nhiên các chuyên gia dự đoán lãnh thổ Guam của Mỹ mới là điểm đến khả dĩ nhất. Anne Bender, thành viên cấp cao của Tổ chức Hòa bình Quốc tế Kennedy J. cho biết những loại vũ khí này sẽ được triển khai vĩnh viễn trên các lãnh thổ của Hoa Kỳ trong khu vực chiến đạt đảo Guam. Mặc dù các đồng minh Hoa Kỳ có thể sẵn sàng triển khai luân phiên trong các cuộc khủng hoảng, nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào động lực chính trị trong tương lai. Nằm cách đất liền Trung Quốc 4.000 km các đơn vị tên lửa có thể được triển khai nhanh chóng từ Guam tới các đồng minh châu Á để ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Cho đến thời điểm hiện tại, các nước láng giềng của Trung Quốc là Nhật Bản và Philippines có thể lắp đặt hệ thống vũ khí này, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng sở hữu nó vì lo sợ trở thành mục tiêu tiềm năng của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận hạn chế tại hội nghị thượng đỉnh ở San Francisco vào ngày 15 tháng 11. Thỏa thuận miệng giữa hai nước đồng ý hợp tác về trí tuệ nhân tạo và nối lại trao đổi quân sự. Nhưng những lời hứa rằng lời nói này còn mông lung hơn cả với việc cấu trúc ngoại giao quay trở lại Trung Quốc. Tuy nhiên một số vấn đề có thể có tác động lớn đến tương lai. Báo cáo trước hội nghị thượng đỉnh rằng hội nghị sẽ công bố thỏa thuận cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Trên thực tế không có thỏa thuận nào đạt được tại hội nghị thượng đỉnh này, nhưng các thông điệp do tòa bạch ốc và bộ ngoại giao Trung Quốc đưa ra đều đề cập đến khả năng đàm phán Mỹ Trung về trí tuệ nhân tạo. Trong phát biểu với giới truyền thông sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Biden giải thích: "Chúng tôi sẽ tập hợp các chuyên gia của mình lại để thảo luận về những rủi ro và vấn đề an toàn liên quan đến trí tuệ nhân tạo." Cả quan chức Mỹ và Trung Quốc đều chưa cho biết chuyên gia nào sẽ tham gia hoặc những rủi ro về vấn đề an ninh nào sẽ được thảo luận. Tất nhiên, có rất nhiều chủ đề đáng để thảo luận. Các cuộc thảo luận này có thể có liên quan đến cái gọi là rủi ro thảm khốc của hệ thống trí tuệ nhân tạo không phù hợp với giá trị của con người, việc sử dụng ngày càng nhiều hệ thống vũ khí tự động gây chết người hay còn được gọi là robot sát thủ và vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm việc ra lệnh tấn công hạt nhân và thực hiện vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, triển vọng đạt được sự đồng thuận và thỏa thuận rằng buộc giữa Mỹ và Trung Quốc không hề lạc quan chút nào. Có nhiều lý do khiến một hiệp ước hoặc lệnh cấm có thể không được thực hiện, nhưng có ít nhất hai lý do chính một là không có sự đồng thuận về một định nghĩa đơn giản và rõ ràng để phân biệt ai vô hại được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày với ai có thể gây ra mối đe dọa chết người cho nhân loại trong tương lai theo nhận thức hiện tại trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong quản lý công nghiệp máy móc tự động phân tích hệ thống và các lĩnh vực khác đã thúc đẩy khoa học và công nghệ hiện đại và ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội loài người thông qua việc xử lý lượng lớn dữ liệu điều này dẫn đến lý do thứ hai đó là trí tuệ nhân tạo hữu ích đến mức không ai muốn loại trừ nó ra khỏi lĩnh vực quân sự, chứ đừng nói đến việc tự đặt mình vào thế bất lợi trong cạnh tranh do thiếu AI. Thành công của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực dân sự cũng có thể được nhân rộng trên các cuộc đấu tranh quân sự. Trên thực tế, chúng ta từ lâu đã được sử dụng thành công cho mục đích quân sự. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các quốc gia khác đang chạy đua để tích hợp những tiến bộ này vào hệ thống quân sự tương ứng của họ và một cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo chắc chắn đã bắt đầu. Mối quan tâm không phải là bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này, mà là phải tìm ra những giải pháp hoàn thiện hơn theo hướng có trách nhiệm dựa trên nền tảng con người. Trong tất cả các rủi ro tiềm ẩn, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân là đáng lo ngại nhất. Hệ thống trí tuệ nhân tạo quá thông minh, nhanh nhẹn và đang trở thành cốt lõi trong hoạt động của con người. Chính điều này đã tác động nghiêm trọng đến tương lai nhân loại đáng để mọi người dành thời gian suy nghĩ chính là cho phép các chuyên gia từ mọi phe phái đặt quan điểm của mình xuống và thảo luận về những vấn đề này. Hoa Kỳ đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách thảo luận về việc phát triển trí tuệ nhân tạo một cách có nghiêm túc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thúc đẩy một tuyên bố chính trị về việc sử dụng có trách nhiệm và các giới hạn của quyền tự chủ AI trong quân đội. Đây không phải là lệnh cấm hay hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý, mà là một bộ nguyên tắc dựa trên an ninh con người. Tuyên bố của người Mỹ nêu ra một số nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Với điểm mấu chất là phải có người ra quyết định là con người khi đưa ra các quyết định sinh tử trong chuyện kiểm soát vũ khí do trí tuệ nhân tạo quản lý. Điều này thường được gọi là vòng lập lệnh và điều khiển có liên quan đến con người. Mục đích là để giải quyết các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cụ thể là bảo đảm rằng các hệ thống vũ khí tự động không giết người một cách bừa bãi. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các loại vũ khí, trang bị từ máy bay không người lái cho đến phương tiện chiến đấu, tên lửa, máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, vân vân. Ngược lại, nguy cơ tiềm ẩn lớn nhất là vũ khí hạt nhân, bao gồm cả vũ khí mang đầu đạn hạt nhân trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay ném bom và tàu ngầm. Phiên bản gốc của tuyên bố nêu cụ thể rằng sự tham gia của con người phải có mặt trong việc thông báo và thực hiện các quyết định cũng như mọi hành động liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Mô tả này đã bị xóa khỏi các phiên bản sau, nhưng ý tưởng duy trì sự kiểm soát của con người luôn là nền tảng trong suy nghĩ của các quan chức Mỹ về chủ đề này. Vào tháng 6 năm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Biden, Jake Sullivan, đã kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân khác cam kết duy trì quyền ra quyết định của con người trong vòng chỉ huy, kiểm soát và sử dụng hạt nhân. Nếu có cơ hội thảo luận nghiêm túc về vấn đề này, đây gần như chắc chắn sẽ là vấn đề mà các chuyên gia Mỹ và Trung Quốc sẽ phải thảo luận. Có lẽ không ai muốn một cỗ máy tận thế tự động hoàn toàn. Ngay cả Liên Xô cũ, quốc gia đã dành vô số nguồn lực để tự động hóa cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát hạt nhân trong chiến tranh lạnh. Cũng không thể đạt được mục tiêu, ngay cả cái gọi là hệ thống bàn tay chết của Moscow vẫn dựa vào con người trong các hầm ngầm dưới lòng đất. Hệ thống bàn tay chết là một bệ phóng vũ khí hạt nhân đặc biệt của Nga. Đó là hệ thống tự động phóng bom hạt nhân với giả định rằng Nga hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân tàn khốc nên không ai có thể kích hoạt vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng đã khiến một số người đặt câu hỏi về giá trị của việc đưa con người vào vòng kiểm soát và liệu chính sách hạt nhân có cần được điều chỉnh để thỏa hiệp về quyền ra quyết định của con người hay không. Lý do là con người cũng đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm. Những chuyên gia tin rằng mối nguy hiểm thực sự không phải là việc quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân được giao cho trí tuệ nhân tạo, mà chính là việc những người ra quyết định dựa vào các giải pháp ra quyết định do trí tuệ nhân tạo cung cấp và ảnh hưởng đến quyết định của họ. Giống như dựa vào điều hướng GPS khi điều khiển các phương tiện di chuyển. Nghiên cứu cho thấy, những người dựa vào ứng dụng điều hướng khi lái xe dần dần mất đi các kỹ năng cơ bản trong việc xác định vị trí và hướng đi của mình nếu ứng dụng mắc lỗi, họ có thể trở nên mất phương hướng. Những lo ngại tương tự cũng áp dụng cho AI, nên những người ra quyết định của con người có thể trở nên quá phụ thuộc vào lời khuyên do AI cung cấp và hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều. Nghĩa là nếu một hệ thống AI tạo ra một thông báo lỗi thuyết phục, thì quyền ra quyết định của con người có thể không phải là sự bảo đảm mà chúng ta mong đợi. Hoa Kỳ có lực lượng hạt nhân hùng mạnh với nhiều loại tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất, trên biển và trên không, có thể được phóng trong vòng vài phút sau khi có thông báo, chính quyền trung quốc cũng đang sao chép khả năng này khi xây dựng các hầm chứa tên lửa mới và đắp đặt các vệ tinh cảnh báo sớm mới trên quỹ đạo trong những giai đoạn nhạy cảm khi xung đột nổ ra nếu hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân tạo ra cảnh báo sai những người ra quyết định có thể tin đó là sự thật đây chính là mối nguy hiểm thực sự nhìn theo một hướng khác thì bất kể con người có ra quyết định trong vòng kiểm soát hay không thì cũng không thể tránh khỏi hoàn toàn rủi ro nhưng điều này không mâu thuẫn với tầm quan trọng của quyền ra quyết định của con người trong mọi trường hợp, con người dường như không được bảo đảm sẽ không thể sai lầm trong việc kiểm soát các hệ thống liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, không thể thiếu việc ra quyết định của con người và phải giảm thiểu sự phụ thuộc của con người vào trí tuệ nhân tạo. Trên thực tế, mục đích ban đầu của việc thiết lập những người ra quyết định là con người trong vòng điều khiển của hệ thống vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ để cải thiện việc bảo đảm an toàn hệ thống đó. Mục đích cơ bản không phải là giao hoàn toàn quyền quyết định cho trí tuệ nhân tạo, mà là loại trừ con người ra khỏi tình huống và cho phép trí tuệ nhân tạo đưa ra quyết định, kiểm soát và phát triển độc lập. Điều này tương đương với việc đặt vận mệnh của thế giới cho trí tuệ nhân tạo. Điều này thực sự nguy hiểm đối với con người. Việc tránh một viễn cảnh thảm khốc như vậy sẽ đòi hỏi nỗ lực của toàn thể nhân loại. Liệu Bắc Kinh có thể đạt được một hiệp ước ràng buộc và hạn chế với Hoa Kỳ và phương Tây về phát triển trí tuệ nhân tạo bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt? Dù mọi người có thích hay không, các nhà lãnh đạo thế giới có thể sẽ ngày càng dựa vào trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo không còn có thể bị cấm, cũng như người ta không thể cấm bất kỳ công nghệ nào khác. Ngay cả khi vẫn còn một số người Mỹ tỉnh táo hoặc những người khác đang dần mất đi sự minh mẫn, thì sự cạnh tranh không đáy và vô nguyên tắc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể khiến nhân loại gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các phe đối lập vẫn khiến một số người mất lý trí. Giờ đây chỉ có thể hy vọng rằng các chuyên gia, học giả và nhà nghiên cứu từ các cường quốc và toàn thế giới sẽ gạt bỏ mọi thành kiến chính trị và thảo luận về vấn đề an toàn của trí tuệ nhân tạo trên cơ sở nhận thức của con người. Bản tin quân sự của DKN đến đây kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư cantech cầm dkn tv xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo